Nhô bảo là chị Duy ăn nhanh lên để còn đi chơi với bố. Bố trà nắng non non bố. Rất ngon, rất ngon, rất ngon và mát. Chị thích uống trà đá hơn là thích uống trà sữa hơn? Chị thích uống trà đá hơn là thích uống trà sữa hơn? Trà đá. Đúng, thế mới là con bố. Đặt tay. Yeah. Trà đá vỉa hè sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Cái thói quen đấy là thói quen hàng ngày và thói quen gần gũi nhất với gia đình. Thì mình kể cả như nào chăng nữa thì mình vẫn luôn lưu giữ cái thói quen đấy. Đi ăn sáng, uống cà phê, uống trà đá xong rồi. Và thực sự là bé cũng thích ăn, đi ăn với mình ở những quán lề đường rồi. Nói chung là ăn đủ các thứ ở ngoài Hà Nội này. Cái văn hóa đấy mình sẽ đảm bảo là mình sẽ gìn giữ cho các con về sau này.